chở là đi mua đi. Mua bình cái mua heo nó nuôi với mình á. Còn heo dẫn ngoài là thật ra cũng ngon. Nó muốn làm thì nó sẵn hai ba tử. Mày ăn hai ba tử rồi. Đi ăn sáng mà cô ăn rồi đi mua đồ mà. Đi hai người đi trước uống ăn rồi. Đấy mày chở tao đi. Mày chở tao đi. Đấy, mày chở tao. Đi. Đi.